Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng quay quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa Người rằng: Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy. Chúa Giêsu trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ gối đầu. Một môn đệ khác thưa Người rằng: Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Chúa Giêsu trả lời: Con hãy theo ta và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Đó là lời Chúa. Lời Chúa tin con, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, chúng ta ý thức rằng ơn gọi là một hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa đã ban cho cuộc sống con người của mình. Và đứng trước hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa đã ban, thì Ngài cũng muốn chúng ta phải thể hiện bằng những cung cách, bằng những thái độ trong đời sống của mình. Vậy thì tôi phải thể hiện những thái độ, những cung cách như thế nào trong đời sống của chúng ta đây, để giúp cho mọi người chúng ta có thể thấy được những cung cách đã thể hiện trong đời sống ơn gọi của mình. Thì tôi thiết nghĩ rằng chúng ta cần nhìn về ơn gọi của vị tông đồ đầu tiên, đó là ơn gọi của Thánh Phêrô, được Chúa chọn gọi và làm nền tảng của giáo hội. Quả thật khi chúng ta nhìn về ơn gọi của Phêrô, thì chúng ta lại thấy Chúa đã chọn gọi Phêrô không chỉ một lần, mà Kinh Thánh đã trình bày cho chúng ta đến hai lần. Lần thứ nhất, Phêrô được chọn và gọi với ba môn đệ đầu tiên ở trên biển hồ. Và lúc này, khi Chúa đã gọi Phêrô hãy theo ta, thì chính lúc đó Phêrô đã từ bỏ tất cả mọi sự để đi theo Chúa. Và sự từ bỏ tất cả mọi sự ở đây là Phêrô đã từ bỏ những gì? Thưa, đó là ông đã từ bỏ thuyền chài, bỏ lưới, bỏ người làm công, bỏ cả gia đình, cha mẹ và vợ con để đi theo Chúa. Và xem ra khi Chúa gọi thì Phêrô đã từ bỏ một cách dứt khoát, mà Tin Mừng không trình bày cho chúng ta thấy được tâm lý của Phêrô như thế nào. Nếu nhìn về đời sống con người thì chắc chắn khi Phêrô từ bỏ tất cả những gì trong cuộc sống thì không phải là một cách dễ dàng, mà phải nỗ lực, phải đau đớn, phải vượt qua những khó khăn. Bởi vì ở người đời, người ta thường ví đồng tiền thì nó đi liền với khúc ruột. Cho nên khi từ bỏ vật chất trong cuộc sống thì Phêrô cũng phải đánh đổi với tất cả những cái hy sinh trong đời sống của ông. Thế nhưng dường như khi mà Chúa chọn gọi Phêrô thì Chúa không chỉ dừng lại đòi buộc Phêrô chỉ từ bỏ những của cải vật chất, những gì là trong cuộc sống mà ông đang trải qua. Bởi vì chúng ta lại thấy lần kêu gọi thứ hai, nghĩa là khi Đức Giêsu phục sinh, trước khi Chúa gọi Phêrô hãy theo ta, thì Chúa đã hỏi Phêrô đến ba lần: Phêrô, con có yêu mến Thầy không? Phêrô, con có yêu mến Thầy không? Phêrô, con có yêu mến Thầy không? Đứng trước ba lần hỏi như vậy đã làm cho Phêrô cảm thấy khó chịu, và có thể nói là một mặc cảm trong đời sống của ông. Phải chăng ba lần Chúa hỏi như vậy là ba lần mà chính mình trước đây không lâu đã chối Chúa ba lần?
Thưa không, Chúa không bao giờ nghĩ đến những cái khuyết điểm trong đời sống quá khứ của mình, mà Chúa muốn hỏi Phêrô để Phêrô xác tín rằng thật sự lòng của Phêrô có yêu mến Chúa không. Và đứng trước ba câu hỏi đó thì chúng ta cũng đã thấy tông đồ Phêrô đã thể hiện một cái gương của mình: thầy biết rõ con yêu mến thầy. Như vậy, con đường ơn gọi mà Chúa cần ở nơi Phêrô đó là sự từ bỏ của cải vật chất và đồng thời thể hiện tình yêu của mình đối với vị thầy mà người đó đã kêu gọi mình, đã mỗi ngày làm cho mình được trở nên tốt hơn, trở nên thánh thiện hơn. Và phải chăng ơn gọi này chỉ là ơn gọi của tông đồ Phêrô, còn chúng ta thì khác? Thưa, tôi thiết nghĩ rằng ơn gọi của tông đồ Phêrô đáp trả cũng là ơn gọi của mỗi người chúng ta. Chúa đòi buộc mọi người chúng ta cũng phải thực hiện trong đời sống của mình. Bởi vì qua đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe đó thì xem ra một người thứ nhất đến xin Chúa, xin đi theo thầy, thì chính Chúa đã nói: con chồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu. Nghĩa là mời gọi ông phải ý thức rằng đi theo Chúa là chấp nhận từ bỏ hết tất cả, không phải lấy điểm tựa về của cải vật chất đời này để đi theo Chúa. Và người thứ hai xin đi theo Chúa, nhưng mà anh ta đặt điều kiện để anh ta về chôn cha của anh ta. Ở đây không phải là cha của anh ta đang chết nằm ở nhà, cho nên xin về chôn cất cha rồi sẽ đi theo Chúa. Nhưng mà trong thâm tâm của anh ta còn cha còn mẹ, cho nên về phụng dưỡng cha mẹ để khi nào cha mẹ qua đời thì con hãy xin theo thầy. Đứng trước hai thái độ đó cũng là hai thái độ mà Chúa đã gọi Phêrô từ bỏ tất cả mọi sự và phải thể hiện tình yêu của mình đối với vị thầy của mình trên hết và trước hết. Cho nên tin mừng hôm nay là một cách mời gọi mỗi người chúng ta cũng hãy ý thức trong cuộc sống của mình: tôi là người môn đệ của Chúa thì tôi cũng được mời gọi từ bỏ tất cả mọi sự để đi theo Chúa. Và tôi thiết nghĩ rằng Chúa mời gọi chúng ta từ bỏ không phải là Chúa để cho mỗi người chúng ta mỗi ngày sẽ trở nên nghèo hơn. Bởi vì ngay từ thở đầu tiên khi Chúa dựng nên con người chúng ta thì Chúa đã dùng một lời phán để cái không trở nên có tất cả cho con người của chúng ta. Cho nên Ngài muốn chúng ta ý thức và đặt để trật tự cho nó có trật tự trong cuộc sống. Nghĩa là tôi cần phải thực hiện lời đáp trả của Chúa như cái điều răn đầu tiên mà Chúa đã trao ban cho mỗi người chúng ta. Thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta mỗi ngày hãy luôn biết thể hiện sự đáp trả trong đời sống của mình bằng những hy sinh, bằng những nỗ lực, bằng những từ bỏ. Đó cũng là một cách chúng ta đang sống sự tử đạo cho cuộc sống ngày hôm nay. Amen.